Chiều ngày 1 tháng 5 năm 2020, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang hàng chục đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, thu giữ số tiền tăng vật và trên người các đối tượng gần 100 triệu đồng. Vào thời điểm trên, Công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 15 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng và Hậu Giang đang xa xưa lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trong nhà của ông Đỗ Hữu Hồng, 54 tuổi, thu giữ hai bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 6 hộp xí ngầu, số tiền tăng vật và trên người các đối tượng gần 100 triệu đồng. Tụ điểm đánh bạc này do con ruột của ông Hồng là Đỗ Hoàng Anh, 36 tuổi, ngụ tại địa phương tổ chức và thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng công an. Cũng vào trưa cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an huyện Bình Tân bắt quả tang 14 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất của ông Nguyễn Văn Chờ, 53 tuổi, ngụ tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân. Tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 con gà và số tiền gần 53 triệu đồng. Được biết, tụ điểm này là do ông Chờ và ông Nguyễn Phú Hữu cùng ngụ tại địa phương đứng ra tổ chức cá cược đá gà và lắc tài xỉu. Đặc biệt, cả hai tụ điểm này đều có nhiều lớp cảnh giới trên các tuyến đường dẫn vào khu đánh bạc, nên khi lực lượng công an tiếp cận kiểm tra thì có nhiều đối tượng đã phát hiện và bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ việc tiếp tục được làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.